Rồi chào cả nhà nha, hôm nay mình đi kích cá mới về nè cả nhà, con Hào nữa nè. Hào chào cả nhà cái ơi. Hello cả nhà, bữa nay Hào nó được nghỉ cả nhà, không biết là đây đây là ếch nha, được mấy con nè, với cá phi, con này to nè, cá phi đây, cá phi quá to luôn, bốn con ếch. Còn ở trong đây là cá lóc nha, đây đổ ra đi, đổ ra đây, thấy luôn. Cho con Hào nó đổ ra nha. Đây đây, quả nha cả nhà, này con này cũng rất là to nè. Đấy. Đây, con này gỡ 6-7 lạng nha cả nhà. Đây một con đấy nữa nè. Con này gỡ 5 lạng. Con bự dưới này nè. Đây. Bự cũng nhiều lắm. Cá hôm nay cũng êm nha cả nhà. Đây, chê vàng nè. Có con chê vàng nè, con này nướng là hết sảy luôn nè. Rồi, video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sau luôn. Chào tạm biệt cả nhà nha.